Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Tiến Thanh, mình học lớp 4A6 trường tiểu học Gia Thụy. Hôm nay mình sẽ thuyết trình về bài tổng tỉ số 1 được sử dụng để tìm số sách hai ngăn khi biết tổng sách và tỷ lệ. Tính số lượng hai con vật biết tổng số và tỷ lệ. Hai kiến thức cần nhớ: bước 1 tìm số phần bằng nhau, bước 2 tính giá trị một phần, bước 3 tìm số lớn số bé, lấy giá trị một phần nhân số phần, bước 4 tìm số còn lại. Cách 1, lấy giá trị một phần nhân số phần. Cách 2, tổng trừ số đã tính. 3. Nội dung bài học cho biết tổng và tỉ số, ẩn tổng và cho tỉ số, ẩn tổng và ẩn tỉ số. 4. Luyện tập, con vẽ sơ đồ bài học, con thuyết trình bài học, con làm bài tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài thuyết trình sau.